Hello và xin chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình là Mít. Trước hết thì chúc tất cả bạn một ngày thật là vui vẻ. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta có taxi đang báo động. Là gì nhỉ? Ôi, thường thì chúng ta ra đường ấy thì chúng ta sẽ thấy phương tiện duy nhất báo động đấy chính là xe cứu thương và xe cảnh sát. Nhưng mà ở trong tựa game này thì lại là xe taxi. Thì tôi không biết taxi báo động kiểu gì, nhưng mà trước mắt thì toàn bộ thị trấn đang trong cái tình trạng báo động sau khi nhiều vụ giết người đã xảy ra ở khu vực Artigo. Thật không may, bạn phải tiếp tục công việc của mình như một người lái. À, chúng ta sẽ là tài xế taxi. Wow, tôi tưởng đâu là mình là khách đi bốt taxi. Ok, theo như những gì mà chúng ta được biết ở đầu game là trong thị trấn này đang có rất là nhiều vụ thảm sát, và mình là một tài xế taxi. Khoảng một phút cho đến khi ơi, tôi chưa kịp đọc hết thì nó lại biến mất. Ôi, game này đồ họa xấu thật, tôi không thể nào hình dung ra được trước mặt tôi là gì. Chỉ biết là một cái cửa hàng, nhưng không rõ là cửa hàng gì. Chắc là cửa hàng tiện lợi thôi mà. Tại sao mình chỉ có đâu đấy còn có mười mấy giây thôi ấy nhờ. Cho em một ly cà phê để em làm việc đi ạ. Tôi đã quyết định không ăn gì cả trước khi bắt đầu công việc. Trời ơi, vậy vô đây làm chi? Ờ, khoan, nó chỉ nhân viên ơi. Hey, bạn muốn gì? Bạn biết không thể ở phía sau đây. Thôi, nhân viên nói chuyện hồi ngu luôn á. Ờ, đúng rồi, thằng này nó đang cản cái tấm áp phích này. Bạn không thực sự tin vào những thứ đó chứ? Nó chỉ là cái phương tiện truyền thông nói dối bạn để có được nhiều tiền hơn. Không có kẻ giết người, nó chỉ là dối trá. Theo như lời của cái thằng nhân vật mình thì tôi nghĩ là mình mới đến đây. Đúng rồi thì mình mới tới cái thị trấn này thật. Mà mình nên cảm ơn đi, mất công thằng này ảnh nó quýnh mình nữa. Đã đến một cái nơi xa lạ rồi còn bị người dân ở đó quýnh nữa. Thôi, tốt nhất là mình nên lịch sự. Ôi, tôi phải đọc hết cái đống này thôi để biết coi là theo như mà tôi đọc hết cái đống này thì đúc kết lại một điều là ở trong thị trấn này hiện tại đang có vụ án 12 người mất tích, trong đấy bao gồm 4 cảnh sát, 6 thanh thiếu niên và 2 nhân viên quản lý công viên. Vãi nồi à. Và ở trong cái tấm office này nữa bảo rằng không nên vào khu vực này, thì tôi cũng chả biết khu vực nào. Nhưng mà điều mà tôi thắc mắc là cảnh sát mà cũng bị mất tích nữa là tôi thấy rồi, thôi vụ này căng nè. Huống chi là một thằng taxi như mình nha. Thôi, mình vô là mình vô đây chủ yếu là nắm thông tin thôi. 4 cảnh sát mất tích ấy. Nhớ điều đó nhé, anh em phải ghi nhớ một điều là cảnh sát còn bị mất tích nữa thì tài xế taxi như tôi cũng... Mà thôi, mình cứ lạc quan lên. Tuy khuya khoắn vậy chứ mình không có xui đến cái mức đấy đâu. Ồ, mình ngồi ở cái buồng lái bên phải à. Người điều khiển nói rằng nên có người phía trước nhấn G để quay lại. Hả? Thôi, một buổi lái xe bình yên anh em ơi. Ôi, anh taxi ạ. Anh đi đúng không ạ? Có thằng này giống thằng hồi nãy nhỉ. Tôi nhận thấy đây là một người mà tôi đã thấy ở ngoài ăn. Anh đi đâu ạ? Có thằng này vui nhỉ. Thằng này nhảy hẳn lên xe, chả nói năng gì. Thế thì chở. À, thôi cứ đi đi. Tôi nghĩ là mình đang ở trên quốc lộ ấy. Hai bên đều là rừng, rất là giống với cái đợt mà tôi đi Phan Thiết vừa rồi. Một cái cây rơi xuống đường, tôi nên đi vòng qua nó. À, tại sao anh cứ nhìn em thế nhỉ? Thôi nào, đừng nhìn nữa, vui lòng dừng ở đây. À, ok, bây giờ đã là 1 giờ đêm, gần 2 giờ rồi. Thề lái xe đêm cái này đúng kiểu ngại nhận tiền luôn ấy. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Trời ơi, mục đích của cái công việc này là gì nhờ? Khi mà tăng ca đêm nhưng mà lại không dám nhận tiền của khách. Đổ xăng thôi anh em ơi. Xăng nào là đang ngon nhất nhờ? Ôi, lấy luôn 2 dội. Xe tôi hết xăng rồi nên phải đổ xăng, chứ không là ngủ giữa rừng ghê. Ok, bây giờ mình sẽ vô bên trong quầy để mình thanh toán cái tiền xăng. Chắc chắn rồi, mình sẽ vô quầy để thanh toán tiền xăng. Chào.
Ôi sao tay thằng này dính máu nha. Một số kẻ ngốc say rượu cứ yêu cầu tôi rời khỏi cửa hàng vì một số lý do. Một cái gì đó về một trò đùa được cho là... Ôi cái rượu đốc tiếng gì nó thiệt là ý đùa. Chung quy lại là có mấy thằng say rượu ấy. Mấy anh say rượu vô phá. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Có cần phải mô tả rõ không nhỉ? Cần không nhỉ? Áo sơ mi đen, một khuôn mặt thật sự kỳ lạ. Anh ta có bụi bẩn trên khuỷu tay của mình. Được rồi, tôi sẽ tìm xem có ai trông giống như vậy không. Và chúc bạn ngủ ngon. Phật, tại sao mình lại ga lăng đến cái mức mà phải đi kiếm một cái thằng trông giống như cái lời mô tả của thằng này nhỉ? Ôi. Thật mừng vì tôi đã khóa xe lại. Tôi mong là trong lúc mình đi sẽ không gặp phải cái thằng... Thời gian trôi nhanh thế. Tôi nghĩ là mình sẽ không gặp cái thằng mà say rượu rồi áo sơ mi đen với khuôn mặt kỳ lạ đâu. Ê, hình như là khách. Tôi mong là khách. Bạn đã ở đây trong bóng tối một mình? Vâng, tôi sẽ đi bộ đến nhà của tôi vì nó chỉ đi xuống. Nhưng tôi nhận ra trời quá tối nên tôi sẽ đợi một chiếc xe đi qua. Ồ, do là cô em này đang muốn đi về nhà nhưng mà đường tối quá cho nên là phải bắt taxi. Bạn có nhìn thấy một người đàn ông với một chiếc áo sơ mi đen không? Thì thật, tôi đã thấy anh ấy đi vào trạm xăng trước đó nhưng thực sự bất cái rô rốt tiếng Việt dịch xong cái nhịp muốn đọc xong muốn muốn. Nói chung là cô em này đã thấy một người đàn ông với cái áo sơ mi đen đã đi vào trạm xăng nhưng mà sau đó thì gã đàn ông đấy cũng đi về hướng khác. Chỉ vậy thôi. Chung là nó cũng chả giúp ích được gì cho mình nhiều. Mà tại sao mình cứ phải khăng khăng đi kiếm cái thằng áo sơ mi đen ấy nhỉ? Tôi nghĩ là đề phòng. Ừ, chắc là đề phòng. Chứ mà thằng đấy mà là khách của tôi là chắc cũng oải lắm mà. Rẽ trái hả? Ok, rẽ trái ngã tư này. Thời nhớ cái thị trấn này nó không có đèn đường. Mấy cái đèn đen kia chắc là nhà ấy. Ôi, tên ơi, tên ơi. Tên ơi. Chị ơi, xuống đi chị ơi. Ôi. Đức Phật. Khoan, cô em đấy vừa rời khỏi xe và để lại con dao cho mình. Hay là vô tình làm rớt con dao nhỉ? Không tương tác được. Nhưng mà nói gì nói chứ chở khách đi taxi đêm cái này mà chở khách thề ngã nhận tiền vậy. Không biết nữa, kiểu không biết cái người mình chở có phải là người không ấy. Nó buồn cười chỗ đấy. Thành ra không biết cái tiền mình nhận là tiền thật hay là tiền âm. Mất. Sau lưng. Khoan, sau lưng tôi có một chiếc cảnh sát. Đã 3 giờ rồi. Quay lại ngã tư rồi nè. Tôi là tôi rẽ trái. Ôi, vừa mới thấy cái bảng không được vào. Ôi. Chết rồi, tông người rồi. Toàn thịt. Rồi không biết cái người tôi tông có sao không nữa. Nói thật, bây giờ cái chiếc taxi của tôi nó bị vướng ở trong cái gốc cây rồi, không có di chuyển được nữa, thành ra là phải đi bộ. Thề tông người rồi, vãi cả cước. Trời ơi, bị dính án rồi anh em ơi. What? Có thứ gì đó. Từ từ cái tiếng radio phát ra. Không biết cái tiếng radio đó nó phát ra từ xe mình hay là ở đâu mà nó sáng hết luôn cái rần lên. Đây, hiện tại là cái radio trong xe tôi nó đã tắt rồi. Sức mạnh tín hiệu màu xanh lá cây là tốt nhất. Từ từ để tôi tăng lên. Tăng lên cái mức này này. Nó lớn. Chưa rõ mình đang làm gì nhưng mà mình cứ phải canh sao cho nó chuẩn cái thanh sóng này này. Sóng âm thanh này. Chúng
chúng ta đang gọi về trụ sở để cầu xin sự giúp đỡ. Tông người xong cái bất tỉnh nhân sự ở trong xe mà. Đến mức mà xe tôi nó lao xuống rừng. Cái tiếng bíp bíp nó hình như nó càng ngày càng nhanh hơn thì phải. Đây. Đây cái trụ sở đây. Tôi đã làm được rồi. Chúng ta nên coi coi là trong này có gì. Ở trong này cũng tiếp tục là những cái tin tức. Chung quy lại của cái bản này, chúng ta cần cái cửa ở đây. Tức là có thằng nào đã lấy cái cửa này đi rồi. Phắc. Ôi nãy giờ tôi tưởng cái đấy là mặt trăng. Thôi. Thả cái gì xuống vậy? Phắc. Này. Này bố mà. Vãi nồi. Trời ơi, tin nóng. Cái bản tin này tôi phải đọc. Nó lại biến mất. Kẻ sát nhân của thị trấn Otigo cuối cùng đã bị giết bởi cảnh sát liên bang. Ủa, khoan, để đọc hết đi. Chúng tôi thật sự vui mừng khi thấy kẻ sát nhân chịu trách nhiệm về cái chết của 17 người khác nhau cuối cùng đã bị xử tử. Sĩ quan cảnh sát Carson cho biết vào thứ sáu tuần này, theo các quan chức cảnh sát, kẻ giết người đã hóa trang thành tài xế taxi và sử dụng nó một cách để dụ nạn nhân. Ủa, wow, vậy tức là ban đầu sát nhân ở trong cái thị trấn này là mình. Game này còn một cái ending nữa, nhưng mà tôi không biết làm sao để đạt được. Vãi nồi vậy là sao lại thế? Vãi nồi, ban đầu cứ tưởng là ta là một người tài xế taxi và tăng ca vào buổi đêm muộn. Tức là những cái hành khách trước đó đã bị tôi giết sạch. Thêm vì là có thêm cái con dao ở đằng sau ghế, nhưng mà nó vẫn còn bị chưa rõ như nào ấy. Ôi, thằng nào nó bò. Ôi, tôi thấy thằng nào nó bò ngang đây này. Phất. Không, rõ ràng mới thấy thằng nào nó bò ngang qua đây này. Là sao nhờ, cái thằng bò đấy là như nào nhờ? Tại sao nó lại bò nhờ? Xuống đi em. Đấy, lại cái con dao. Tôi nên xuống xe ngay khúc này. Mặc dù là hơi sợ. Tôi không kiểm tra được ở phía sau. Thôi, lên xe đi mày. Mà mình là sát nhân mà, tại sao mình lại phải sợ sát nhân nhờ? Cái chuyện mình có phải là sát nhân hay không thì nó cũng chưa được rõ. Đây. Cảnh sát đi theo mình kìa. Từ mình nên dừng xe lại. I should go to them and ask what they want. Tại sao cảnh sát lại bám theo xe mình nhờ? Khúc này thì tôi cũng thắc mắc. Cảnh sát ơi, em chở khách rất là bình thường mà tại sao anh lại theo dõi em nhờ? Anh ơi. Phất, lại đưa tin. Bạn tin gì đây? Otigo Killer finally killed by the... Ủa? Sát nhân thị trấn Otigo đã bị giết bởi cảnh sát. Và cái ending trước đấy nó cũng là sát nhân Otigo bị giết bởi cảnh sát. Hai cái kết nó chung một kiểu luôn. Nhưng mà khoan, cái này tôi sẽ đọc. Chúng tôi thật sự vui mừng khi thấy kẻ sát nhân chịu trách nhiệm về cái chết của 17 người khác nhau cuối cùng đã bị xử tử. Kẻ giết người đã hóa trang thành tài xế taxi và dùng nó như một cách để dụ nạn nhân. Phát. Ending 2, mình bị đánh bom. Ending 1, mình bị xử trực tiếp từ tay cảnh sát luôn. Ồ, nó có ẩn khuất gì ta? Hai cái bản tin rất hot, nó đều chung một kiểu là sát nhân Otigo cuối cùng bị giết bởi cảnh sát liên bang. Tại sao lại là bị giết nhỉ? Trừ khi mình phản kháng hay là mình đe dọa ngược lại phía cảnh sát thì lúc đấy mình bị giết thì nghe nó hợp lý. Ở ending 2 thì mình đi vô rừng và mình bị cảnh sát đánh bom. Tôi chả thấy có cái tình tiết nào mà bắt cóc nạn nhân hay là gom nạn nhân về cái khu ở trong rừng rồi sát hại một lần.
chả thấy cái tình tiết nào như thế cả. Ở cái ending 1 thì cảnh sát theo dõi mình, thì mình cũng xuống xe mình tới mình hỏi chuyện với cảnh sát, nói chuyện với cảnh sát thì bị xử luôn. Vãi nồi à, ý là tình tiết nó bị lu mờ quá, kiểu khiến cho tôi kiểu phải đánh đoán xem coi là như nào ấy, coi coi là nó hợp lý không, nó có bị phi lý không. Mà cũng nhiều cái phi lý thật, nói chung là game này nó còn chấp hai ấy. Thôi trước mắt là cứ có gì tin nấy đi. Nói chung là mình là sát nhân ấy, và mình cải trang thành tài xế taxi để dụ con mồi, và vô tình bị cảnh sát phát hiện ra được và xử luôn. Nói chung là mình là main chính ấy, nhưng mà đợt này thì mình đi ngược lại với những cái game sát nhân trước kia. Thay vì phải bỏ chạy khi gặp sát nhân thì đợt này mình là sát nhân luôn. Ôi vậy là hết rồi. Để chuyên 2 thôi. Và bài học rút ra ở đây là đừng bao giờ đi taxi muộn. À đơn giản vậy thôi. 50-50 lắm. Và mình là Mid. Nếu mọi người hay nhớ đây cho mình like, một đăng ký kênh, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Chúc tất cả bạn một ngày thì là vui vẻ.